Puka, Jin Tuấn Kiệt công bố chọn bộ ảnh cưới, chốt đơn ngày trọng đại và ba nơi tổ chức hôn lễ. Hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt là một trong những sự kiện được mong đợi vào dịp cuối năm nay. Mới đây, cặp đôi đã tung chọn bộ ảnh cưới ngọt ngào, đồng thời hé lộ luôn địa điểm và ngày tổ chức đám cưới. Kể từ khi công khai chuyện về chung một nhà hồi tháng 9, những thông tin về ngày trọng đại của Puka và Jin Tuấn Kiệt được netizen quan tâm. Trước thềm hôn lễ, cặp đôi đã chính thức công khai bộ ảnh cưới xịn sò. Trong ảnh, cô dâu Puka diện bộ váy cưới cúp ngực màu trắng nền nã, dịu dàng. Nữ diễn viên chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trong veo, cùng kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh. So với những hình ảnh nhí nhảnh thường thấy, phong cách của cô dâu Puka thật sự khiến nhiều người phải bất ngờ. Chú rể Jin Tuấn Kiệt cũng không hề kém cạnh khi diện bộ vest sáng màu thanh lịch, góp phần tôn lên vẻ điển trai, cuốn hút của mình. Đứng cạnh Puka, anh chàng càng không giấu được nụ cười vui, đầy hạnh phúc. Cả hai cùng nhau tại nhiều kiểu dáng, từ nghiêm túc đến nhí nhảnh khiến người hâm mộ thích thú. Cô dâu chú rể liên tục phát đường bởi loạt tương tác tình tứ nhưng không kém phần nhí nhố. Có thể thấy, trên gương mặt của Puka và Jin Tuấn Kiệt toát lên vẻ hạnh phúc khiến nhiều người cũng vui theo. Chia sẻ về bộ ảnh, cô dâu tháng 11 Puka gửi lời chào đến mọi người, đồng thời tiết lộ thiệp cưới đang trên đường đến tay các vị khách mời đặc biệt. Trong đó, diễn viên Huỳnh Lập và Duy Khánh là hai khách mời đầu tiên xác nhận đã nhận được thiệp cưới độc đáo từ cặp đôi Puka, Jin Tuấn Kiệt. Ngoài ra, những thông tin về lễ cưới cũng được Puka và Jin Tuấn Kiệt bật mí. Cụ thể, đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào 2 ngày. Đầu tiên là vào mùng 4 tháng 11 ở Cam Ranh. Đám cưới ở Cam Ranh sẽ là một buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình, người thân và bạn bè nghệ sĩ. Cả hai cũng tiết lộ thêm, tông màu chủ đạo sử dụng trong ngày vui này là hồng và trắng. Mọi thứ trong buổi tiệc trang trí theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng để phù hợp với không khí trên bờ biển. Sau đó, vào ngày 6 tháng 11, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện cho người thân cũng như bạn bè, nghệ sĩ có thể tham gia ngày vui. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng sẽ tổ chức một đám cưới mang phong cách miền Tây ở quê vợ, Đồng Tháp, nhưng thời điểm cụ thể chưa công bố. Cách đây không lâu, Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng đã đăng tải bộ hình pre-wedding của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Không theo khuôn mẫu cô dâu chú rể, mặc vest đen váy trắng, cặp đôi phá cách với trang phục màu đỏ nổi bật. Đặc biệt trong bộ ảnh cưới còn có sự xuất hiện của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hội chị em của cô dâu Puka là những mỹ nhân của Vbiz như Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, Hòa Minzy, Lily, Mai Quỳnh Anh, Cara Phương, Miss Thi, Nguyên Thảo. Trong bộ ảnh này, Puka diện chiếc đầm đỏ nổi bần bật giữa dàn khách mời. Cô dâu mới hào hứng quẩy và có loạt biểu cảm đáng yêu, khiến ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây. Về phía đàn trai, Jin Tuấn Kiệt cũng hội tụ toàn những người sở hữu visual xịn như ca sĩ Anh Tú, Jin Lê, Duy Khánh, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Chris Van, ST Sơn Thạch, Duy Khánh, Jun Phạm. Đây đều là những nhân vật từng hỗ trợ để Jin Tuấn Kiệt có màn cầu hôn bất ngờ dành cho Puka vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi thích thú. Một số còn bình luận vui rằng, như cả showbiz đã quy tụ trong buổi chụp ảnh cưới của Puka, Jin Tuấn Kiệt. Điều này càng khiến cho dân tình trông ngóng vào đám cưới của cả hai. Puka, Jin Tuấn Kiệt là cặp đôi chị em nổi tiếng của Vbiz. Cả hai được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền trong suốt nhiều năm, nhưng vẫn luôn giữ kín, chưa hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò. Cho đến đầu tháng 9 năm 2023, cặp đôi bất ngờ công khai chuyện hẹn hò khiến cõi mạng dậy sóng. Sau đó không lâu, Jin Tuấn Kiệt cũng đã chính thức cầu hôn Puka. Hiện tại, cặp đôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hôn lễ ngọt ngào.